Này, xuống đi lấy xe. Này, xe mình là xe hybrid, Toyota Cross hybrid, chạy cũng được. Máy nó yếu mà chạy ít đang xăng. Đây chạy nhìn nó bị chậm ở đây. Được, phía trước đó là trung tâm của Dubai. Những tòa nhà cao chọc trời. Đấy, tòa nhà Burj Khalifa đấy. Chạy xe ở Dubai rất là một thử thách rất lớn nha bà con. Bây giờ là mình đi vô, đi qua cái Dubai Mall, đi ngang cái Dubai Mall để đi lên cái lầu cái tòa nhà cao 145 tầng. Họ xây dựng đường ở trong cái mall này luôn đi á, tùm lum hết trơn á. Ở đây là P1 đúng không? Đúng rồi, P1. Nên đã đi vô mall rồi. Nhưng mà giờ này mới có 10 giờ rưỡi à. Chưa có nhiều người đâu lắm à. Toilet đúng không? Ok, anh. Mình thì thích, hai chồng mình thích đi bộ dưới đất dưới hầm đúng không? Bên đây thì đi đã luôn, nội trong cái Dubai Mall là đi điên cái đầu luôn. Nhớ chút ra nha em, khúc nhớ như khúc ra. Alasan à, cái chỗ này đổi tiền nè. Đây là một chợ hải sản, chợ cá lớn nhất ở Dubai. Chúng ta có thể vô đây mua cá, lựa cá, ra đây có cái nhà hàng giải quyết, làm sạch sẽ ăn luôn. Hôm nay chúng tôi định mua vé để lên cái tầng 124 và 125 của tòa nhà ở Khalifa. Nhưng khi đến nơi để mua vé đó, thì khi mình đến đó là khoảng 10 giờ, nhưng mua vé là khoảng 2 giờ trưa. Nhưng mà cái giá vé nó gấp bằng một phần nữa. Thì sau khi tôi kiểm tra lại trên Internet thì để mình mua vé cho ngày hôm sau, đi 10 giờ thì nó rẻ hơn. Thành ra là quyết định đổi chuyển hướng chuyến đi. Chúng tôi quyết định đi ra chợ cá ở Waterfront, ở đây ra. Mình chạy nó thoải mái. Hai bên đường đây chợ cá, rồi đây cũng chợ rau củ nữa. Mấy tháng nay cứ ngồi cứ coi YouTube hoài đó, bữa nay tới nơi rồi đó. Chung là cũng may mắn là tháng này không có nóng. Có người ta than ở đây bằng đêm lạnh nữa đấy. Đó. Trời không đến đỡ nóng. Giờ này là gần 1 giờ trưa rồi, mát hơn ở Việt Nam. Mát hơn Việt Nam thấy không? Mát hơn Việt Nam. Mà sạch sẽ, mát sạch sẽ chứ, thoải mái. Tại sao? Vô đây mua hải sản đem về nhà hấp ăn. Ok, đi vô. Đây là hàng gọi là chợ tiếng Việt Nam gọi gì đây? Trái cây, rau quả này nè. Rau quả. Sạch sẽ, không mùi thơm. Sạch sẽ cách buôn bán ở đây tươm tất. Nói chung là nó là vậy đó, lòng vòng ở đây nó là vậy đó. Khô không ăn nha. Nó 10 đô. 10 không, 10 ấy. Ôi là cá. Trời ơi. Ngồi thầy. Trời ơi, đây ăn cá. Ôi ơi, trời ơi, xứ mình không có cá mà ăn ông nội mẹ ơi. Đây, rồi quá ghẻ luôn nè. Ghẻ cua, cá.
ăn nhiều lắm, rồi cá nhiều. Nói chung là ở đây có nhiều loại cá. Bây giờ coi quán lấy cá ai, đủ loại cá nha. Ôi cá này không biết cá lóc cái gì ngộ ha. Không biết rằng cá rô, cá chim, ghẹ. No thanks, no thanks, no thanks. Bây giờ sao? Mua tôm đi ra phải không? Bây giờ mua tôm gì nè? Từ từ coi. Coi, có cái anh chàng nó bán là tôm, là tôm bự đây, chín giữa, khoảng chín giữa nè. Ui, cá hường bự bự nhiều nè. Tôm. Thank you. Are you good? What lobster? Big crab. Yeah, take a look. Take a look. Yeah, sea bass. Yeah, yeah. Big calamar, octopus. Em coi tôm tôm chỗ nào nhìn nó ngon, em coi tôm chỗ nào nhìn nó ngon. Tôm nó đậu lòng mà đậu đóng nó đụng mua loại sắt thép. Sống hả? Ok, đi tìm qua nè. Làm sao mà tìm được? Từ đó nó tìm đi. Nó đây. Chị này mua đồ ngay. Mua thành. Ui, con cá này cái gì nha? Cá sữa phải không? Đây nè, tôm này không? Nó bán nhiều nè. Ok, hỏi em muốn loại tôm nào? Okay. Em muốn loại tôm nào? Tôm bự hay sao tôm nào? Hello. 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 Oh, what is Scottish one? What kitty? How much? 75. 75. 1 kilo 10 piece, big one. 10 piece, 65 đồng cái. Trả nó 50 đi, trả 4 mấy 50 đi. Cứ trả đi, 45 đi. 50. Huh? 50. This one 10. No. Big one, madam. 1 kilo 10 piece. Nói là trả 50, được rồi tao mua, không được tao đi. Được tao mua. Nó nói nhiều tao quên mà. Ok, tôi à. À, nó 7 chậu. À, 7 chậu. À. Em trả nó 5 chậu. Good one, fresh. Rồi, nó nói là 6 chậu đi mua. Trả tiền em. Water, water. Water, yeah. Em rửa tay em. No problem. Hả? À. Ghế rồi, ghế rồi. Ghế rồi, ghế. 65 đồng ha. Xong. Mua được con ký tờ, cái máy tờ mà, máy con là xong dạng. Mẹ em thấy nè. What is called? King crab. King crab, yeah, no. What the price? 181 kilo. 181. 4 mấy đồng ký. Rẻ. Nhưng mà cái này cô chết. You have only one. How many piece you want? No, no, I just one. Do you have another? It's check for king crab. 100. Check. 100. 80, 60, 170. Ông coi, em muốn ăn đó không? Ăn này. Bốn mấy năm, bốn mấy đồng kia, mà không biết nó tươi chả không tươi ha. Mua về má lại. Mua tôm mịn. Mua tôm mịn. Mua khô mua gì hả? Mua khô hả? Đã coi mua khô một cái gì không? No. Hả? Chỉ còn nước tôm khô này coi coi sao. Good quality. How much? 25.
1 kg what cost? This 1 kg. How much? 50. 50 có mười mấy đồng ký à? Biết nhưng mà cái này nó chưa có con gì mấy. À. Cái này nó small. How much? This 50. And this one? What the? This 1 kg India. Yeah, what does cost? 20. 20. Ok, em muốn có cái nào mua thì mua chọn mua. Khô này nói chung là khô đây cũng quay moment, I just take a look first. Cái gì nó cũng nói chung là rẻ. Rẻ. Còn gì nữa? Hả? Tại mình mua rồi. Mua gì nữa? Có gì nữa? Hả? Những loại tôm khô, cá khô này thì khi mình hỏi những người bán thì họ nói rằng đến từ Iran, Ấn Độ, Pakistan. Không có rồi, cái này không có rồi. We are looking for another another kind of the sunshine from Asia. Phải không có rồi ngay. Thôi, đi. Đấy, đường Dubai đấy. To bự như vậy đó. Đây là cái khung hình phải không? Khung hình chưa có thời gian tới nó. Sau khi mua tôm xong thì chúng tôi chạy về nhà để tôm cắt giữ ở nhà, rồi chúng tôi lại tiếp tục lên đường đi đến Abu Dhabi. Abu Dhabi là thủ đô của các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Một trong những thắng cảnh ở Abu Dhabi mà chúng ta cần đến viếng thăm đó là thánh đường Sheikh Zayed Grand Mosque, được gọi là thánh đường trắng, được biết đến là nhà thờ Hồi giáo lớn nhất ở Abu Dhabi cũng như tại các tiểu vương quốc này. Với lối kiến trúc tiêu biểu và vẻ ngoài trắng lệ là điểm tham quan không thể bỏ qua khi tới Dubai hoặc Abu Dhabi. Giờ mấy này mới đi vòng đánh vòng không à? Dubai, tòa tháp cao trước mặt. Buổi sáng này có đi dưới chân nữa rồi. 600 mét nữa, đi bên trái để vào Al Khaim Road D68. Ngày mai mới leo trên đó. D68 đó.